Thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách gồm có nhà báo Vy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cựu quân nhân Trần Duy Biên, Master Toán Hoa Kỳ. Cái đề tài hôm nay, anh em chúng tôi cố siêu khảo coi cái cuộc mà gọi là bầu cử tổng thống, nhiều sự việc, nhiều dư luận, công luận và làm cho dân chúng Hoa Kỳ có thể nói là một bên phe này, một bên phe kia gần bằng nhau nhưng mà có thể nói là rất là căng thẳng. Vậy chúng ta cố gắng sưu khảo thử xem thông tin nghị luận đáng tin cậy nó thì cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 này đi đến đâu, nên cái đề tài là bầu cử tổng thống Mỹ đi về đâu. Kính thưa quý vị, tin RFI 16 tháng 12, bầu cử tổng thống Mỹ, phe tổng thống Trump vẫn hy vọng nhờ vũ khí mới. Chứ vũ khí này tại của Pháp họ để trong cái mặt ngoặc kép, thành ra cái chữ vũ khí này không hẳn là một cái hình thức mà vũ khí súng đạn gì đâu. Thưa quý vị, đây là một cái phương tiện có thể nói đấu tranh. Đài RFI cho biết cho dù đại cử tri đoàn ngày 14 tháng 12 đã xác nhận thất bại của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Cái chữ này thì tôi thấy tôi không đồng ý. Không phải xác nhận thất bại của Donald Trump mà phải nói xác nhận sự thắng cử của ông Biden, chứ không phải thất bại không à. Cái cách dùng chữ chính xác phải là như thế đó. Cá nhân tổng thống mãn nhiệm và những người ủng hộ ông một cách triệt để vẫn không chịu thua và bám vào hy vọng đảo ngược được tình thế vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021, tức là lúc Quốc hội lưỡng viện kêu bằng xác nhận sự thắng cử của ai. Thưa anh. Vâng, tất cả mọi người bây giờ chúng ta phải chờ đợi, bởi vì cái chuyện nó chưa bao giờ ngã ngũ cái chuyện đó. Thành thử ra cái giới chuyên gia luật pháp đều cho rằng các nỗ lực kể trên sẽ tiếp tục thất bại. Theo ghi nhận của Nhật báo Pháp 20 phút hôm 16 tháng 12 năm 2020, trong những ngày qua, nhiều phương tiện truyền thông, báo chí, bảo thủ tại Mỹ và những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã đồng loạt cho rằng các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Hoa Kỳ hoàn toàn có thể đảo ngược kết quả vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Trang web cực hữu The Gateway Pundit ghi nhận hiện đã có các đại cử tri song song ở ba bang. Đại cử tri song song là những người ủng hộ Donald Trump được một số các nghị sĩ Cộng hòa và các bang chiến địa tự ý đề cử vì họ không chấp nhận các đại cử tri chính thức của bang. Trên đài truyền hình Newsmax cực kỳ của ủng hộ Tổng thống Trump, bà Tricia Flanagan thuộc Đảng Cộng hòa giải thích bang Nevada đã chứng nhận các đại cử tri của mình, những người ủng hộ Tổng thống Trump, con đường đã được rộng mở cho tòa án tối cao hoặc tu chính án thứ 12. Báo The Epoch Times cũng thuộc xu hướng thân Trump cũng đã quảng bá luận điểm Kính ấy. thưa quý vị, có nhiều người nói là sao hai ông này bình luận thời sự, phân tích thời sự mà cứ lấy báo này báo kia ra nói. Thưa với quý vị, chúng tôi làm báo theo cái truyền thống. Nhà báo chỉ đưa tin cái quyền nhận định, quyền tối thượng của khán thính giả, chúng tôi chỉ phân tích. Đó là cái nguyên tắc làm việc của cái chương trình phân tích thời sự này. Thành ra quý vị thấy chúng tôi phải dựa vào những cái tin tức của những cái nguồn tin khả khả tín để trình ra cho quý vị rộng đường dư luận và dễ dàng nhận định. Trong thực tế, đó là phần trên đó. Trong thực tế, đúng là một số bang đã chỉ định cái gọi là đại cử tri song song. Những cái người bỏ thăm rồi là đại cử tri, còn bây giờ bên Cộng hòa một số tổ chức ra một số đại cử tri
không phải là những người đã bỏ thăm rồi, mà những người này song song, parallel, parallel, tiếng Pháp thưa quý vị, thay thế. Nhưng theo báo 20 minutes của Chris Anderson, giáo sư khoa học chính trị chuyên về định chế Đại học Washington, cho rằng những người này không có bất kỳ tư cách pháp lý nào. Đó. Thì bên một số nhận xét, đó là nhận xét của một số kêu bằng nhà chuyên viên, chứ không phải là thực sự như vậy, thưa quý vị. Ông nói mấy cái người mà gọi là đại cử tri đoàn thay thế này không có tư cách pháp lý nào hết. Tổng cộng các nghị sĩ Cộng hòa đã dàn dựng một số cuộc bỏ phiếu của những người họ mệnh danh là đại cử tri thay thế ở 7 bang: Nevada, Arizona, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan và New Mexico. Thế nhưng giáo sư luật Rick Hessen lưu ý trên blog của Election Law của ông, những người này không được các quan chức ở các bang này cũng như cơ quan lập pháp chứng nhận, do đó không có thẩm quyền pháp lý và sẽ không thể được Quốc hội tính vào tháng giêng. Tổng thống Mỹ đã gây áp lực trong nhiều tuần lễ đối với nhiều nghị sĩ Cộng hòa ở địa phương vốn chiếm đa số ở Michigan, Pennsylvania, nhưng các cơ quan lập pháp này từ chối xác nhận các danh sách thay thế. Do vậy sẽ không xảy ra kịch bản như năm 1876 với một đại cử tri đoàn chính thức và đại cử tri đoàn do nghị sĩ địa phương lập ra, tạo nên tình trạng bế tắc để Quốc hội liên bang lao vào can thiệp. Khả năng thứ hai mà giới thân Trump hy vọng thành công là Quốc hội sẽ ngăn chặn việc chứng nhận ông Joe Biden làm Tổng thống. Dân biểu Đảng Cộng hòa Mo Brooks đã tuyên bố sẽ đệ đơn kháng cáo yêu cầu hủy bỏ phiếu đại cử tri ở một số bang để ý kiến phản đối của ông để ý kiến phản đối của ông được Quốc hội xem xét, ông cần được một thượng nghị sĩ ủng hộ. Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mitch McConnell hôm qua đã công nhận Joe Biden là tổng thống đắc cử và theo New York Times, ông đang vận động hậu trường để ngăn không cho các thượng nghị sĩ Cộng hòa rơi vào một cái bẫy buộc họ phải bỏ phiếu chống lại ông Trump. Nhưng ngay cả khi khiếu nại được thông qua Thượng viện và Hạ viện sẽ bỏ phiếu, và trong trường hợp hai viện đối lập nhau, ý kiến của Hạ viện sẽ chiếm ưu thế mà Hạ viện lại do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Một vũ khí khác được nêu lên là Tu Chính Toán thứ 12, quy định rằng khi số phiếu đại cử tri ngang nhau 269-269 trong cử tri đoàn, hoặc nếu có đủ lượng phiếu đại cử tri bị bác bỏ và không có ứng viên nào chiếm được đa số, Hạ viện sẽ bổ nhiệm Tổng thống, và đó không phải là một cuộc bỏ phiếu của từng dân biểu, trong đó Đảng Dân Chủ sẽ có ưu thế, mà là một cuộc bỏ phiếu theo đoàn, trong đó phe Cộng hòa có lợi thế. Vấn đề là đại cử tri đoàn đã bầu xong một cách suôn sẻ với 306 phiếu cho ông Biden và 232 phiếu cho ông Trump. Do vậy, không thể viện đến Tu Chính Án 12. Nhưng có tin làm hy vọng rất mong manh. Cũng thưa quý vị, cũng tin của RFI chúng tôi ghi nhận được. Ngày 16 tháng 12, Mỹ lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Thượng viện công nhận ông Joe Biden thắng cử tổng thống. Ông này thưa với quý vị là trưởng khối, thượng nghị sĩ trưởng khối của Đảng Cộng hòa ở tại liên bang. Một hôm sau khi đại cử tri đoàn chính thức xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ngày 15 tháng 12, lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Thượng viện là ông Mitch McConnell công nhận thắng lợi của ứng cử viên Đảng Dân Chủ và gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden cùng Phó Tổng thống tân cử Kamala Harris. Tuyên bố của một nhân vật đầy quy lực trong Đảng Cộng hòa, lại nổi tiếng là người hết sức ủng hộ ông Trump, ngay tại diễn đàn Thượng viện, là một lời
công nhận rõ ràng thất bại của ứng cử viên đảng Cộng Hòa vào lúc Tổng thống Mỹ vẫn khăng khăng phủ nhận thực tế. Từ thủ đô Washington, thông tin viên RFI Anne Coppet tường trình. Đại cử tri đoàn đã lên tiếng và vì vậy tôi muốn chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden. Rốt cuộc ông Mitch McConnell đã phải công nhận một thực tế hiển nhiên. Thậm chí ông còn nói chuyện qua điện thoại với Joe Biden. Lãnh đạo đầy quyền lực của phe đa số thượng viện như vậy là đã báo hiệu một sự chấm dứt cuộc nổi dậy của Đảng Cộng Hòa chống lại phán quyết của thùng phiếu. Thế nhưng nhiều nghị sĩ Cộng Hòa vẫn ngại làm mất lòng chủ nhân Tòa Bạch Ốc. Lãnh đạo phe thiểu số thuộc Đảng Dân Chủ ở Thượng viện, ông Chuck Schumer đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Trump noi gương ủng hộ viên trung thành của ông tại Thượng viện. Ông Chuck Schumer tuyên bố thay mặt cho đất nước Tổng thống Trump nên lấy cảm hứng của nhà lãnh đạo McConnell để nói rằng đã đến lúc kết thúc nhiệm kỳ của mình với một thái độ lịch sự và tự trọng. Tối thiểu, những phẩm chất và những người tiền nhiệm của ông đã nỗ lực thể hiện trong khuôn khổ truyền thống của tiến trình chuyển giao quyền lực một cách êm thấm của nước Mỹ. Kính thưa quý vị, ở phần trước anh em chúng tôi có thấy là ông trưởng khối thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, nghĩa là coi như thừa nhận ông Biden. Thì nhưng mà chúng ta biết cái sinh hoạt dân chủ của Hoa Kỳ, ông trưởng khối đồng ý là một chuyện, ông thừa nhận là một chuyện, nhưng mà số anh em thượng nghị sĩ ở dưới đâu phải họ không có quyền. Cái quốc hội của Hoa Kỳ không phải là đảng cử dân bầu. Cái quốc hội của Hoa Kỳ rất là tự do. Một ông dân biểu đảng Cộng Hòa hay là một ông thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ không nhất thiết phải nghe lời ông trưởng khối. Đó là cái quyền của dân biểu, tùy qua hoàn cảnh, tùy theo tình thế, tùy theo nhận định. Một ông dân biểu có thể biểu quyết hay là có lập trường thiên về đảng của mình hay là không thiên về đảng của mình. Đó là cái sinh hoạt hết sức là dân chủ của Hoa Kỳ. Bây giờ thành ra cái chuyện mà ông McConnell phong anh, vâng, thừa nhận ông Biden là cái chuyện cá nhân của ông McConnell, chứ không phải là cái chuyện mà cái nghị quyết của nguyên cái khối đảng Cộng Hòa. Đó, chúng ta nên hiểu như vậy thì rất là dễ hiểu những cái phức tạp này. Khi được hỏi vài giờ sau về việc ông Donald Trump có thể thừa nhận thất bại của mình hay không, phát ngôn viên Nhà Trắng, tức là phủ tổng thống, thưa quý vị, đã trả lời tổng thống vẫn đang tham gia các vụ kiện liên quan đến cuộc bầu cử. Phát ngôn viên trả lời hết sức là khôn khéo. Ông đương thua kiện mà. Ông đương thua kiện tức là ông đâu có thừa nhận ông Biden, phải không anh? Vâng. Đó là cái cách nói khéo léo của nhà ngoại giao. Thật vậy, thông qua trang mạng Twitter, Tổng thống Trump tiếp tục gửi lên những cáo buộc gian lận, cho thấy rằng ông còn lâu mới muốn thừa nhận chiến thắng của đối thủ. Hôm 15 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức gửi điện chúc mừng Joe Biden, đồng thời khẳng định rằng bản thân ông sẵn sàng tiếp xúc và hợp tác với đồng nhiệm Mỹ tương lai, tức là thừa nhận ông Biden. Tổng thống Brazil hay là ba tay đó, thưa quý vị, là ông Bolsonaro, đồng minh trung thành của ông Trump, cũng lên tiếng chúc mừng ông Biden và cam kết sẵn sàng hợp tác với người đồng cấp Mỹ. Trước đó, Tổng thống Brazil là lãnh đạo cuối cùng trong nhóm G20 chúc mừng ông Biden. Cũng hôm qua, ông Biden đã trở lại bang Georgia, đến thành phố Atlanta để vận động cho hai ứng cử viên đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Thượng viện. Nếu thắng, phe Dân Chủ sẽ giành được quyền kiểm soát toàn Thượng viện. Còn nếu thua, thưa quý vị, thì Cộng Hòa chiếm quyền đa số ở Thượng viện. Vâng, về nói về đoạn đại cử tri đoàn và những lá phiếu quyết định về Tổng thống tương lai.
Cách này hơn một tháng, các cử tri trên toàn nước Mỹ đã tham gia một cuộc bầu cử tổng thống và hơn 81 triệu người dồn phiếu cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden và hơn 74 triệu người chọn ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày 14 tháng 12, tức là mà đã quá rồi, thì những lá phiếu chính thức bầu ra Tổng thống và Phó Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ mới được bỏ phiếu trong phiên họp của Đại cử tri đoàn ở 50 bang và đặc khu Columbia, nơi đặt thủ đô Washington. Và đây chính là điểm đặc biệt của thể thức bầu cử Tổng thống Mỹ. Các cử tri không trực tiếp bỏ phiếu cho Tổng thống mà bỏ phiếu cho một nhóm 538 đại cử tri tạo nên một đại cử tri đoàn ở mỗi bang. Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho các đại cử tri quyền lựa chọn Tổng thống và theo kết quả kiểm phiếu tại các bang. Ông Biden dự kiến sẽ có 306 phiếu đại cử tri, vượt xa con số 270 phiếu cần thiết để trở thành Tổng thống, trong lúc ông Donald Trump chỉ được 232 phiếu mà thôi. Thưa quý vị, cái việc đại cử tri đoàn này đó, nó mờ. Nhưng mà vì cái cuộc bầu cử hồi 2016 và cái cuộc bầu cử 2020, trong đó ông Trump có tham dự đó, thưa quý vị, cái vấn đề cử tri đoàn trở nên hết sức là sôi nổi. Trong những bầu cử trước, như chúng ta biết, những thủ tục như chứng thực kết quả ở bang hay việc bỏ phiếu của các đơn vị cử tri không mấy được chú ý. Nhưng lần này sự quan tâm đã tăng lên gấp bội, vì lẽ Tổng thống mãn nhiệm, Tổng thống Trump đã từ chối thất bại trong cuộc bầu cử, tiếp tục đưa ra những cáo buộc gian lận bầu cử dù không trưng ra được bằng cớ một cách xác thực, luôn khẳng định mình là người thắng cử và dùng mọi biện pháp nhằm đảo ngược thế kết quả bầu cử. Thái độ đó khiến cho cuộc bầu cử của đại cử tri đoàn trở nên quan trọng, vì kết quả này có tác dụng chốt lại một cách chắc chắn và không thể phủ nhận chiến thắng của ông Biden, mở đường cho ông lên nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng này. Đại cử tri đoàn là gì và gồm những ai? Chúng ta thử phân tích để vấn đề thêm sáng tỏ. Trước ngày đại cử tri đoàn họp lại, các phương tiện truyền thông Mỹ gồm hôm 13 tháng 12 đã điểm lại một số yếu tố chính liên quan đến các đại cử tri của lần bầu cử 2020. Câu hỏi đầu tiên, đại cử tri đoàn là gì và bao gồm bao nhiêu người? Nhìn chung, các bang sẽ trao tất cả phiếu đại cử tri đoàn cho người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông ở bang của họ, ngoại trừ hai bang Maine và Nebraska. Cái nguyên tắc gọi là cử tri đoàn, ai ứng cử viên tổng thống nào mà được phiếu cao nhất, who win take all, là người nào mà được phiếu cao nhất thì lấy hết cái số cử tri đoàn của tiểu bang đó, trừ hai tiểu bang thôi. Quý vị nhớ, Maine và Nebraska, một tiểu bang bắt đầu bằng chữ M, một tiểu bang bắt đầu bằng chữ N, Maine và Nebraska. Đó là cái tip mà để mình nhớ cho dễ. Nơi đa số cử tri được phân chia theo tỷ lệ phiếu mà mỗi ứng cử viên đạt được. Chỗ đó không phải who won take all, mà chia ra. Thí dụ ông A được nhiều phiếu nhất, bà B được ít phiếu hơn, chia theo cái tỷ lệ ít hay nhiều đó. Thưa anh. Vâng, thì tôi cũng xin được thêm một cái chuyện, đó là cử tri đoàn đó, thì mỗi một cử tri đoàn tức là có 538 đại diện. Thì trong 538 đó, thì gồm đại diện cho tức là 100 thượng nghị sĩ ở trên thượng viện và 435 dân biểu tại hạ viện, cộng thêm với ba cái cử tri đoàn của Puerto Rico và Washington DC. Thì đấy là trường hợp đó, thì không phải là những cử tri đoàn là do là những cái dân biểu hay những thượng sĩ Cộng hòa, nhưng mà người mỗi tiểu bang thì đề cử những người mà có tư cách và đồng thời đạo đức để thay mặt cho những dân biểu hay là thượng nghị sĩ để rồi đi bầu.
Thì chẳng hạn như cái bang của Cali chẳng hạn được 55 cử tri đoàn, thì tức là đại biểu ký đoàn thì tức là như vậy là 110, nghĩa là ở bên cái Cộng hòa cũng là 55 mà bên Dân chủ cũng 55. Vậy khi mà cái bầu phổ thông bầu phiếu một của ai mà được nhiều đó thì tức là cái phiếu của những cái đại diện của cử tri đoàn của tiểu bang ấy đi bầu. Theo tôi thấy chỗ này nè anh à, California có 55 đại cử tri đoàn vì có hai thượng nghị sĩ và một bốn một mấy năm mươi mấy dân biểu, 55 cộng chung kể cả dân biểu và nghị sĩ, tức là 53 và những cái biểu. người đó là không có phân biệt đảng phái gì hết. Vâng đúng không, vậy không phân biệt đảng phái. Ông nào mà thắng số 1 nhiều phiếu nhất cả Cali thì những người đó sẽ giành cái phiếu cho mình, nên có cái câu gọi là who win take all, người nào thắng thì lấy được hết phiếu của những người đó, trong đó cũng có thể có người Dân chủ, Cộng hòa hay là Công đảng gì, rõ rệt như vậy, chứ không có phải là anh không có chia ra như ở Maine và Nebraska. Xin quý vị đừng rời máy, sau vài phút thông tin tôi mà anh nên tôi sẽ tiếp tục. Sau một ngày dài làm việc căng thẳng mệt mỏi và hao tốn rất nhiều năng lượng cho chúng ta, Khánh Trân xin giới thiệu đến quý vị một chiếc máy massage Trudy Tân Thời sản xuất năm 2020 với chức năng thư giãn giảm stress cho chúng ta. Bên cạnh đấy, máy massage Trudy Tân Thời còn trị liệu bệnh cho tất cả quý vị như là bệnh gai cột sống, bệnh của đường tiêu hóa và chữa chứng bệnh tê tay cho quý vị, nhất là những quý vị làm trong ngành nghề nails. Máy massage Trudy Tân Thời massage từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu của quý vị. Giá gốc là $6,900 nhưng hiện giờ chỉ còn $4,500. Và quý vị xem chương trình Khánh Trân sẽ giảm cho quý vị là $600 cho một chiếc ghế. Khánh Trân xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mọi chi tiết hãy liên lạc vào đài với số phone là 1-855-873-6327, 1-855-873-6327. Xin trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trùng hạ thảo được biết đến là một thực phẩm với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Sự quý hiếm và những tác dụng thần kỳ chính là lý do khiến cho loại dược thảo này được ưa chuộng và săn đón. Phycordyceps, đông trùng hạ thảo, 100% sản xuất tại Nhật Bản từ tập đoàn Phyto Japan, có công dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, hỗ trợ hoạt động cơ quan nội tạng bên trong cơ thể như là gan, phổi, thận, hỗ trợ hoạt động hệ tuần hoàn, tim mạch và giúp cho máu huyết lưu thông, tăng cường hệ miễn nhiễm, giúp cho cơ thể giảm thiểu sức ảnh hưởng xấu từ tác nhân có hại bên ngoài như là ô nhiễm, nguồn nước không sạch, các vi khuẩn và virus mang bệnh, giảm chứng đi tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, giảm các chứng nhức mỏi. Hiện đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt giá chỉ 75 đồng một hộp, 120 viên, mua 3 tặng 2. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-873-6327, 1-855-873-6327. Đông trùng hạ thảo được biết đến như là một thực phẩm với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Sự quý hiếm và những tác dụng thần kỳ chính là lý do khiến cho loại dược thảo này được ưa chuộng và săn đón. Phyto Japan Cordyceps Plus dạng nước 100%. Sản xuất tại Nhật Bản từ tập đoàn Phyto Japan, có công dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, giảm nước đậm đặc, hiệu quả trong thời gian ngắn, hồi phục thể trạng cho người suy kiệt sức khỏe hoặc đang nhiễm bệnh, thích hợp yểm trợ cho chức năng lục phủ ngũ tạng, đặc biệt nhất là thận, giảm đi tiểu đêm, tăng cường chức năng thận, tăng sinh lý, yểm trợ thuyên giảm đau nhức kinh niên hiệu quả, có thể dùng thay thế hoặc là kèm với đông trùng giảm viêm để đạt được hiệu quả cải thiện sức khỏe rõ rệt. Macadamia có chứa các chất dinh dưỡng giúp bảo vệ tim mạch. Hạt macadamia có chứa nhiều chất chống oxy hóa, ngăn ngừa những chất gây hại tiềm ẩn, ổn định mức cholesterol và mức đường huyết trong cơ thể. Phycordyceps được đóng chai thủy tinh để bảo quản sản phẩm khỏi tia UV, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Chương trình khuyến mãi 159 đồng một hộp, 12 chai, mua 2 tặng 1. Mọi chi tiết xin liên lạc
1-855-873-6327, 1-855-873-6327. Không ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra cho người thân. Hãy chuẩn bị trước cho hậu sự để gia đình không phải lo lắng khi có người thân qua đời. Nhà quan Cát Tường có chương trình giá rẻ chỉ có 3.000 cho dịch vụ an táng hoặc hỏa táng, bảo đảm cho thân nhân quý vị sẽ được lo tận tình từ A đến Z. Nhà quan lo tang lễ với nhiều tôn giáo khác nhau ở Orange County, Los Angeles, nhận chuyển hài cốt trên 50 tiểu bang và về Việt Nam. Nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm và giàu kinh nghiệm. Khi hậu sự đến, hãy gọi cho Cát Tường 714-262-5972, 714-262-5972 để được tư vấn và giúp đỡ. Thảo dược tăng cường sinh lý nam loại nào tốt và cho hiệu quả nhanh nhất, giúp cho đàn ông lấy lại sự dũng mãnh khi lâm trận. Nam giới mắc các bệnh lý nam khoa luôn có tâm lý tự ti khi nhắc về chuyện yêu, lâu ngày có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Sang Phan Bao, 100% Made in USA là dòng thực phẩm chức năng giúp tăng cường sinh lực phái mạnh, an toàn và hiệu quả. Khi uống viên tăng cường sinh lý nam, Sang Phan Bao còn giúp làm chậm quá trình suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới, hỗ trợ cho quý ông. 100% an toàn và công hiệu, không phản ứng phụ, cao máu và tiểu đường đều có thể dùng được. Tăng cường sức khỏe sinh lý, sức khỏe nền tảng cho nam giới, làm chậm quá trình mãn dục nam, hỗ trợ điều trị lãnh cảm tình dục, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn nam, hỗ trợ điều hòa đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường, hỗ trợ điều trị hội chứng chuyển hóa, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ lợi mật, tăng cường chức năng gan. Chương trình khuyến mãi 35 đồng một vỉ gồm có 10 viên. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-873-6327, 1-855-873-6327. Phở hạt ngò, phở hạt ngò. Muốn ăn ngon, quý vị hãy đến với phở hạt ngò. Phở Kobe chánh gốc, thơm ngon, đậm đà, tinh khiết. Mùi vị của phở hạt ngò bảo đảm thực khách sẽ hài lòng. Địa điểm mới được tọa lạc trên 10830 Warner Avenue, Fountain Valley, California 92708. Số phone 657-329-1272. Được mở cửa từ 7:30 sáng cho đến 10 giờ tối mỗi ngày. Phở hạt ngò xin trân trọng kính mời. Chúng tôi, David Võ, CEO, Founder Việt Mỹ Media cùng ca sĩ Cát Trân xin trân trọng giới thiệu website vietmynewspaper.com. Để quý vị được đăng rau vặt miễn phí, trước hết quý vị vào website vietmynewspaper.com. Quý vị nhìn bên tay phải, nhấn vào chữ rau vặt, sau đó nhấn vào chữ đăng ký và kéo xuống dưới để tạo cho username và password. Mật khẩu phải có một chữ hoa, một con số và 5 ký tự. Xong, thêm vào email và điện thoại, rồi nhấn chữ đăng ký. Từ nay, quý vị có thể tự đăng nhập nội dung rao vặt của mình. Nếu đã có nội dung trên website, chúng tôi sẽ đăng trên báo giấy miễn phí hoàn toàn cho quý vị. Nếu gặp khó khăn về kỹ thuật, xin gọi cho chúng tôi 714-277-0209. 714-277-0209. Việt Mỹ Entertainment and Banquet Center chuyên đảm nhận các tiệc lớn nhỏ, sinh nhật, gặp gỡ bạn bè, tiệc cuối năm cho hãng xưởng công ty, tiệc mừng thọ, tiệc hội đoàn, chùa chiền, nhà thờ, sau diễn, đài báo, private party. Trên 15 món ăn ngon hợp khẩu vị người Việt Nam, khung cảnh sang trọng, sạch đẹp, lộng lẫy và hoàn toàn mới remodel. Âm thanh ánh sáng có 102 ở quận Cam. Đặc biệt, holiday season, bút từ mùa lễ này được miễn phí. Âm thanh ánh sáng miễn phí, phần trang trí miễn phí, one man band miễn phí, MC giá bắt đầu từ 20, 25, 30 mỗi người. Chúng tôi đảm nhận quay video cho chương trình. Xin liên lạc 714-277-0209. Việt Mỹ Entertainment and Banquet Center trân trọng kính mời. Cảm ơn quý vị đã không rời máy. Bây giờ chúng tôi xin cố gắng phân tích ra, coi những đại cử tri đoàn là ai. Chứ dân biểu là không được rồi, nghị sĩ là không được rồi. Nhưng mà dựa vào cái số đó, người ta lập ra cử tri đoàn. Chứ cử tri đoàn, người nào làm cho nhà nước cũng không được, mà người nào làm cho lập pháp cũng không được, người đương lập, làm cho lập pháp cũng không được. Mà phải cái người
người thường, nhân sĩ thì đúng hơn, thưa anh. Vâng. Tiếp theo là đại cử tri đoàn và những lá phiếu quyết định về tổng thống tương lai. Cách đây hơn một tháng, các cử tri trên toàn quốc Mỹ đã tham gia một cuộc bầu cử tổng thống với hơn 81 triệu người dồn phiếu cho ứng cử viên dân chủ Joe Biden và hơn 74 triệu người chọn ứng cử viên đảng Cộng hòa cho Donald Trump. Tuy nhiên, phải đợi đến 13-14 tháng 12 lá phiếu chính thức bầu ra phó tổng thống thì mới được bỏ trong phiên họp của đại cử tri đoàn ở 50 tiểu bang và đặc khu Columbia đặt nơi tại thủ đô Washington. Và chính là điểm đặc biệt của thể thức bầu cử tổng thống Mỹ, các cử tri không trực tiếp bỏ phiếu cho tổng thống mà bỏ phiếu cho một nhóm 538 đại cử tri tạo nên đại cử tri đoàn ở mỗi bang. Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho đại cử tri quyền lựa chọn tổng thống. Và theo kết quả kiểm phiếu tại các bang, ông Biden dự kiến là 306 phiếu vượt xa con số 270 cần để trở thành tổng thống, trong lúc Donald Trump chỉ được 232 phiếu. Bây giờ hỏi là đại cử tri đoàn là gì và gồm những ai? Trước ngày bầu cử, tri đoàn họp lại các phương tiện truyền thông Mỹ hôm 13 tháng 12 đã chiếm lại được một số yếu tố chính liên quan đến các đại cử tri của bầu cử năm 2020 này. Câu hỏi đầu tiên đại cử tri đoàn là gì và bao gồm có những ai? Nhìn chung, các bang sẽ trao tất cả các phiếu đại cử tri đoàn cho người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông ở bang của họ, ngoại trừ hai bang Maine và Nebraska và nơi đại cử tri đoàn được phân chia theo tỷ lệ phiếu của mỗi ứng cử viên đạt được. Các đại cử tri thường là các quan chức dân cử ở địa phương và các chính sách tên tuổi hay có triển vọng hoặc những trung thành lâu năm với đảng. AP đã nêu lên một vài đại cử tri đoàn nổi tiếng cho nữ tổng thống tiểu bang South Carolina Kristi Noem, một đại cử tri của ông Trump và là người có thể làm ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa, hay bà Stacey Abrams từng là ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ tranh chức thống đốc bang Georgia vào năm 2018 nhưng đã bị thua. Theo CNN, trong đại cử tri đoàn New York, các đảng Dân chủ có hai đại cử tri nổi tiếng là cựu Tổng thống Biden và phu nhân là bà Hillary Clinton. Cựu Ngoại trưởng thời Tổng thống Obama, cựu ứng cử viên Tổng thống bị thất cử năm 2016. Vậy hỏi rằng liệu có khả năng một đại cử tri không bầu cho những gì đã cam kết? Trên vấn đề này, theo AP, ở 32 bang và đặc khu Colombia, luật pháp địa phương buộc các cử tri bỏ phiếu cho người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử theo phương thức phổ thông đầu phiếu. Trong số này, 15 bang còn quy định thêm biện pháp trừng phạt đối với những ai không bầu đúng theo cam kết. Tháng 7 vừa qua, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đồng ý ủng hộ quyền trừng phạt của các bang. Nhìn chung các cử tri, đại cử tri hầu như luôn luôn bỏ phiếu cho người chiến thắng tại bang của mình. Nhưng trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ cũng xảy ra một vài trường hợp được gọi là đại cử tri đoàn cử tri bất tín, tức là không bầu cho người lẽ ra mình phải bầu. Theo kênh của truyền hình ABC, trong cuộc bầu cử năm 2016, chẳng hạn, 7 đại cử tri đã tìm cách bỏ phiếu cho ứng cử viên khác, trong đó 5 người không bầu cho bà Hillary Clinton và 2 người không bầu cho Donald Trump. Bây giờ cái cách thức bầu như thế nào? Đại cử tri đoàn đúng ra thì khi một cái cuộc bầu cử có kết quả tiểu bang họ công bố lên rồi đó, thì mình biết cái ông đó được bao nhiêu đại cử tri đoàn. Còn khi mà gom bầu lại, cái như cái ngày vừa rồi đó thưa quý vị, coi như là để cũng như là hợp thức quá cái số phiếu mà thôi. Nên hỏi cái cuộc bầu là hợp thức quá làm như thế nào? Đại cử tri đoàn không tập hợp cùng một nơi để bỏ phiếu mà họp lại từng theo từng bang tại một địa điểm do cái quốc hội của tiểu bang đó quy định. Tùy theo múi giờ, các bang tiểu bang đầu tiên bỏ phiếu là Indiana, Tennessee và Vermont.
sẽ mở màn từ 10 giờ sáng tại các bang chiến địa, mà kết quả thì bị Tổng thống Trump và những người thân cận tranh cãi gay gắt. Các đại cử tri đoàn Arizona, Georgia và Pennsylvania dự kiến sẽ bỏ phiếu vào buổi trưa, trong khi Wisconsin sẽ bắt đầu bầu lúc 13 giờ và Michigan là 14 giờ. Hình thức bỏ phiếu rất là cổ điển, chứ không phải bấm nút đâu thưa quý vị. Bây giờ vẫn dùng phiếu giấy. Đại cử tri đoàn được phát phiếu sử dụng phiếu giấy, một phiếu cho tổng thống và một phiếu cho phó tổng thống. Các phiếu bầu sau đó được kiểm tra và các đại cử tri ký tên vào 6 tờ giấy chứng nhận kết quả. Các tờ chứng nhận này sẽ được gửi qua đường bưu điện đến nhiều định chế khác nhau theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bản quan trọng nhất được gửi tới cho Chủ tịch Thượng viện là Phó Tổng thống đương nhiệm. Xin quý vị nhớ cái chữ đương nhiệm. Phó Tổng thống đương nhiệm là ông Pence, phải không anh? Vâng, Pence. Pence. Và chính bản này được dùng làm cơ sở để Quốc hội kiểm phiếu. Cái chỗ này là quan trọng, anh em chúng tôi sẽ phân tích tiếp. Thưa anh, vai trò của Quốc hội liên bang ra sao? Sau khi đại cử tri đoàn hoàn tất việc bỏ phiếu, sẽ đến lượt Quốc hội lưỡng viện Mỹ nhập cuộc, với cả hai viện triệu tập phiên họp vào ngày 6 tháng Giêng năm 2020. Các phong bì từ mỗi địa phương sẽ được mở ra và các phiếu bầu được kiểm. Nếu ít nhất một thành viên của mỗi viện phản đối bằng văn bản đối với một số phiếu đại cử tri, thì Hạ viện và Thượng viện sẽ họp riêng để xem xét vấn đề này. Để có giá trị, quyết định phản đối phải được cả hai viện tán đồng. Nhưng do việc Hạ viện hiện nắm trong tay Đảng Dân Chủ và các phản đối nhắm vào phiếu bầu cho ông Biden khó có khả năng được thông qua. Nếu không có tranh cãi thì phiếu bầu sẽ được tính như kết quả của các bang. Và sau đó bước cuối cùng, lễ nhậm chức của tân Tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021. Chế độ đại cử tri đoàn là chủ đề thường xuyên bị chỉ trích trong hơn 2 thế kỷ. Một lần, một luận điểm thường trực được lặp đi lặp lại. Người giành được đa số phiếu phổ thông vẫn có thể bị thua trong một cuộc bầu cử tổng thống. Điều đó đã xảy ra 2 lần trong 20 năm gần đây. Đó là trường hợp ông Al Gore của Đảng Dân Chủ bị thua ông George Bush vào năm 2000, và bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ bị thua ông Donald Trump vào năm 2016. Đó là cái tình hình mà anh em chúng tôi ghi nhận được để trình cùng quý vị. Thành ra, nếu mà nói giờ phút này là ông Trump đã thua thì thưa quý vị, có lẽ hơi quá sớm để mà nói. Còn một chặng đường nữa, thưa quý vị, chặng đường đó là chính Thượng viện và Quốc hội sẽ xem xét coi những cái phiếu cử tri đoàn và những cái phiếu bầu nó đúng như thế nào. Thí dụ, bây giờ ai là cái người chủ tọa cái phiên họp xét cái biên bản chánh, biên bản gốc của cử tri đoàn họp trình cho Quốc hội? Bởi vì mà họ đại cử tri đoàn nó họp tại tiểu bang. Tại tiểu bang, có thể ở tại hạ viện của tiểu bang hay là tại một nơi nào họ chọn. Rồi 50 tiểu bang đó mới gom lại làm cái biên bản 6 người ký mới chuyển cho Quốc hội. Mà cái bản chánh chuyển cho Quốc hội là nằm rớt vào, phải đến tay ông chủ tịch danh dự của Thượng viện, của tịch, đó là Phó Tổng thống đương nhiệm. Mà Phó Tổng thống đương nhiệm trong cái cuộc mà xem xét đó là ông Mike Pence, thưa quý vị, kiêm luôn Phó Tổng thống của ông Trump. Và nếu hai bên có trục trặc cái gì
thì không phải ông chủ tọa này, ông quyết định ông A đắc cử, ông B đắc cử được, sẽ đưa xuống cho Quốc hội. Đưa xuống Quốc hội. Quốc hội, Hạ viện. Hạ viện thì cử tổng thống, mà thượng viện thì sự cử phó tổng thống, hai bên dàn xếp với nhau và họ biểu quyết. Đó là cái tình hình mà chúng ta sẽ theo dõi trước khi vị tổng thống có chính danh là ai. Lúc đó mà khi ở Hạ viện đó, thưa quý vị, không có phải 435 người biểu quyết giơ tay được, mà một tiểu bang chỉ có một lá phiếu thôi. Thí dụ California có 50 dân biểu, 50 dân biểu, thưa quý vị, cũng họ cử nhau một người được bỏ thăm mà thôi. Maine có một dân biểu thôi, nhưng mà ông dân biểu đó cũng có một lá thăm bằng với ông California. Còn Hạ viện, Thượng viện thì họ cũng làm đại khái như vậy. Thành ra chúng ta thấy cái đó coi phải xem xét lại. Bây giờ quá sớm để mà nói như thế nào. Nhưng mà cho tới bây giờ thì người ta thấy cái số tiểu bang mà được do thống đốc hay cũng như là chính quyền Cộng hòa, theo Cộng hòa, thưa với quý vị, theo tôi nhớ nếu không lầm thì dường như nhiều hơn là của phía bên dân chủ, 30 đó, nhiều hơn. Thành ra lúc đó mà lúc đó là hết cãi ra, thưa quý vị, nếu mà Hạ viện mà nó biểu quyết là ông A ông B nào được thì lúc đó là cái biểu quyết có thể trung thẩm tối cao pháp viện cũng không có xen vô, bởi vì đây là vấn đề chính trị. Chúng ta bình tâm, yên tâm và im lặng theo dõi cái việc bầu cử ở các cấp cao nhất, coi ai sẽ là tổng thống. Đó là những gì anh em chúng tôi ghi nhận được để trình cùng quý vị, trình cùng quý vị rộng đường dư luận và dễ dàng nhận định, theo cái tinh thần làm báo một cách công chính ở Hoa Kỳ này. Xin thành thật cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ phân tích khác.